Mời quý độc giả cùng nghe chuyện ngắn, cống ngầm. Tác giả Phùng Văn Khai Thuộc kho sách nói thư viện quân đội, thực hiện bởi UC Việt Nam. Tiếng sấm chớp ý ưng xuống quang tuyệt mạnh đêm ném xuống khu đầm tượng. Trong những lóe sáng thình lình chập chờn ẩn hiện một chiếc lều chống hóa kề chân cống ngầm. Tiếng nước ẳng ặc, sùm sụp chốc chốc lại nhảy tóa lên trồm vào bụi tre mang cống, bụi tre gầy guộc sơ xác con người hứng chịu mưa gió. Từ những chiếc cọc tre đóng thốc xuống chặn đỡ mang cống, những mầm măng gầy guộc mọc xóa ra, tím tái, bầm dập lô xô trên sóng gió. Tiếng đất lở ùm um ùm, um. trời gầm gạo trút nước như thác vợ, mặt đầm đen đúa, nham nhở rộng bất tận. Chiếc cống nhỏ bé lạ đi, sau những xoáy nước sùm sụp trồng chéo xoắn ốc, nguồn nước ngầm phóng ra hàng trăm mét mới tung lên trắng nhấp nhóa. Chiếc lều nhỏ bé trở nên mong manh trước sóng có tiếng răng rắc. Một góc lều bay thốc lên cuốn vào xoáy nước. Cửa cống rít lên khẳng khặc, khẳng khặc. Phía triển đê, trong ánh chớp lóa nhóa, chợt xuất hiện năm, sáu người trần trụi vác những bó cọc tre lớn. Khi ánh chớp nhằng lên còn kịp nhận ra một con trâu mộng, mắt xanh lẻ lùi lũi kéo một xe cọc. Toán người thốc ghi ghi trâu bên bụi tre mép cống. Một ông già vạm vỡ đầu đội chiếc mũ thợ sấn đến, nhìn xoáy nước hạ lệnh. Đóng uống vòng cung ép chặt chân mang cống, thăng xin, đánh châu về trở ván. Chỉ tiếng búa bôm bốp, tiếng nước xoáy xoàn xoạt đáp lời ông và duy nhất tiếng vắt của chàng thanh niên vạm vỡ tên xin cùng chú châu được mắt xanh lè lầm lụi tiến về phía làng. Bỗng ông già hét lên. Màu răng lưới tay, cá vượt. Bốn thanh niên dừng phát tay cọc chia thành tốp trăng cánh lưới màn cao bằng đầu người bất chấp sóng gió. Tất cả chưa kịp trụ chân thì dã thấy phía trên xoáy nước rào rào cá đến. Ông già buông búa, nheo mắt chưa kịp hạ lệnh đã thấy các thanh niên quằn đi vì luồng cá nhất tề xông về phía cống. Hằng tiết nhất là lũ trôi và mẻ, chúng vọt hẳn lên mặt nước rào rào, lao vun vút. Ông già kêu thất thanh. Chết rồi, cá chép giống. Trong làn chớp, mọi người kinh hoàng nhìn thấy một đợt mưa cá ập xuống, chúng nhảy tóa lên, mắt long lanh, quằn quại những tấm thân bụ trứng. Lũ chép được điên cuồng rẽ nước sông vào mang cống ngày một dồn dập. Tiếng ông già đanh lại, đóng pha, thành. Liền lúc đó ông rẽ mưa ôm sổ đến mấy cái cọc tre được đanh chắc trụm doành doạch vào mép lưới cong người xuống tấn. Một chàng trai quần người thoát ra, xăm sắm bước về phía xoáy nước. Tiếng xì xoạp của xoáy nước nhỏ dần, những cọc tre quần lả đi. Lũ cá không còn nước chảy đã ngớt nhảy rồi đột nhiên tất cả áng lặng, cả trời đất, cả con người và lũ cá. Trong thôn, tiếng gà gáy lách rách, vẫn giọng ông già. Mở phai rồi nghỉ bọn bay chắc giờ này cá không đi nữa. Cái lũ động đực này đi đứng mất nết rồi, ông Tám, sáng hãy mở. Mở đi thành à, nước dâng sập cống, lấy gì chặn, cái nết của nó tao biết chứ. Tiếng nước chui qua cống ngầm lại sùm sụp, ùng ủng réo lên theo những cái xoáy tun hút. Đêm, trên con đường bê tông dẫn vào làng, chiếc xe con loáng nhoáng đè những vũng nước động sấn tới, lũ chuột đồng lích dích thấy ngớt mưa lăng xăng chạy trên đường ăn đêm bị chiếc xe giận dữ cán chết rất nhiều. Lũ chuột chết mà mắt còn mở ngơ ngác, ngạc nhiên hướng về chiếc xe bóng nhảy nước mưa. Chiếc xe bỏ mặt đằng sau những xác chết một mực xông thẳng vào làng, hút vào nhà ông chủ tịch xã. Trong ánh đèn măng sông chập chờn chủ và khách ngồi trụm vào nhau thì thảo bên ly rượu đen đã nhạt hơi. Trời mưa to hơn, tiếng gió gào rú ngoài cửa kính. Ông chủ tịch nhìn xoáy vào ông khách giọng chậm rãi làm gì mà phải gấp thế mẹ kiếp nói trắng ra nhé để chúng nó có chỗ xả chất thải liên doanh mà không có cái ấy là trọng gọng chết cá chết sen ai chịu thằng này chịu trả một cục ok chưa ông chủ tịch ắng lặng rồi xoay chén rượu vân vi ông ngồi hẳn lên tập một hụm thô bạo mặc kệ những giọt rượu bắn li ti bám đầy ria bỗng ông giật nảy người ú ớ chú vừa nói cái gì? Phải phá cống ngầm, em đã mua được cốt mìn. Chiếc bóng đen in hình ông chủ tịch sững lại bất động. Cặp mắt ba góc của ông khách càng nhíu lại bắt đèn măng sông đỏ đồng đọc. Ông chủ tịch đấm mạnh tay xuống chiếc sofa rít lên. Tôi cấm, thả giết tôi đi. Nuốt tiếng cười khô khan, mắt ông khách giãn ra nham hiểm, ve vuốt. Bàn tay lông lá của y càng lúc càng bóp nghẹt lại. Anh và em đã cưỡi lên hổ rồi có muốn xuống cũng phải từ từ ông anh ạ. À. Mẹ nó, trời cứ mưa to nữa thì không phá nó cũng vỡ bùng ra. Khi ấy thì... Chiếc xe con đã chui vào bóng đêm rồi mà ông chủ tịch vẫn ngồi bất động chán lấm tấm mồ hôi. Ông từ từ buông một tiếng thở dài. Núi tiếc vu vơ ngày chuyển đổi cơ cấu cây trồng 10 năm trước khi còn là đội trưởng sản xuất đã không hạ lệnh đào tận gốc hai bụi tre ở mang cống ngầm. Không có tre níu đất, sức rời lão tám giữ được cống ngầm. Mẹ khỉ, chỉ mấy cái gốc danh bẵng đi mấy năm đã lên thành liên lũy. Lão tám gan thật. Đành là lão ấy có lý nhưng lão khác gì bụi tre mang cống thách thức mình. Cứ vững trái rậm rạp thách đố trời xanh mãi được ư. Lại trời mưa to nữa lên. Ông rời ơi! Ông chủ tịch muốn gào lên nhưng cái đầu nặng trịch của ông lại gục xuống trong sấm chớp. Ngọn lửa bập bùng soi mặt con người và một con trâu đực. Trời tạnh hẳn, chỉ tiếng nước réo và tiếng lửa nổ lép bép. Mùi thơm ngậy của cá chín có nhiều tiếng nuốt nước miếng, tiếng thằng xin. Ông tá mà, khai mạc đi thôi. Bóng ông già quắc thước in sừng sững trên vách, ông cất giọng trầm trầm. Nào bọn bay, chén đầu làm cho gọn. Trong bóng lửa bập bùng, sáu bàn tay gân guốc lem nhem bùn đất, nhiều cẳng tay gai cào tướp máu cùng trụm vào vững trái và gần như tiếng cạch rất gọn chìm đi bởi những giọng khàn khàn, mời ông tám. Chàng thanh niên tên xin mắt xếch miệng rộng đưa một động tác thật gọn luồn đũa vào chảo cá sôi lắp bắp chuyển xuống tàu lá chuối một chú mẻ nghi ngút khói cũng với động tác ấy theo nhịp mở cửa vung chào một chú chép được cỡ hai ký đã thau tháo ở trên tàu lá ông già nhăn mặt sau bắt chép được thành già dạ, con này nó ham nhảy kẹp phai bị thương ông tám à ờ ừ, tội nghiệp theo tiếng ừ nghèn nghẹn ấy đũa ông tám gác chênh trích nơi tàu chuối Ông lơ đãng nhìn một lượt đám thanh niên rồi nói bâng quơ. Có lẽ phải tìm thằng thám về ngay thôi. Mọi cái nhìn của lũ trai làng dần dần cùng găm xuống đất. Mùi cá ngầy ngậy và hương rượu nếp không còn quyến rũ được những dạ dày đã lưng lừng. Như là tiếng những cọc tre này mầm sấp xóa theo dòng nước cuồn cuộn. Rồi mọi cặp mắt lần nhìn về ông tám đang phăng phắc, chỉ tròn dâu khẽ rung rung. Không biết thằng thám đi thế nào mà không có tin tức gì phải dục các anh công binh về khảo sát cứu cống thôi. Xã nó bỏ mình rồi. Nó đang muốn vỡ cống ngầm để có cớ bán cho các liên doanh làm nơi đổ chất thải. Cả vùng này, không có đầm chữ nước thì sẽ thành đồng trắng đất hoang hết. Ông Tám im lặng buồn bã nhìn ra ngoài chiếc cống đã xô nghiêng vì sức nước quá lớn. Lũ trai làng nhìn nhau không biết thám trở lại đơn vị có thuyết phục được các anh công binh về đây khảo sát làm mới cống ngầm không dự án làm cống ngầm do cụ tám đề xuất đã bị chính quyền xã tìm mọi cách để trì hoãn. Tội nghiệp thám, vừa ra quân đến đi thăm sen ở trường cũng chưa kịp đã phải tìm về đơn vị. Theo kế hoạch thì hết mùa mưa đoàn công binh sẽ khảo sát cống ngầm, nhưng thám lo cống không chịu được mùa mưa bão năm nay. Những vết nứt toang toác chạy ngoằn ngoèo vào tận chân cống. Cống sụn xuống, lớp đá hộc bị nước cuốn trôi khắp nơi trơ lại những bụi tre mang cống bám níu quyết liệt giữ đất. Tám xa xót nhìn căn lều, Ánh mắt rừng rừng của cụ Tám đã sọm hẳn bên lũ trai bầm dập sóng nước nhắc Thám nhớ tới những ngày tháng lam lũ của mình mà cụ Thám và dân làng đã kêu mang. Thám giạt vào bãi đá khi hãy còn là một hài nhi vài tháng tuổi. Thấm thoát ở cống ngầm đã hơn 20 năm. 20 năm ấy gắn níu biết bao kỷ niệm của chàng trai mồ côi. Và sen nữa, Thám uất ức nhìn cống ngầm tơi tả mà quặn thắt trong lòng. Sen vẫn ước ao sẽ có ngày xây mới khu cống ngầm để phục vụ tưới tiêu giữ mãi mùa hoa sen hoa quỷ trắng, loài hoa thám rất thích. Thám nhìn cụ tám và lũ trai làng quả quyết. Để con lên trình bày với anh đình, thám nói rồi xăm sắm lộn về đơn vị, bóng người lẫn hút trong sương mở. Hoàng hôn vùng biên ngày thời tiết xấu dậm dọa bước chân khách bộ hành. Những trận mưa dữ dằn liên hồi kỳ trận đã làm gần như trọn vẹn việc xóa đường lên trạm công binh khảo sát. Dưới chân con suối bên kia dốc, thám loay hoay sắp xếp mớ hành lý rồi múc nước rửa mặt. Nước suối lành lạnh, tanh tanh mùi lá thối. Bên kia hai vạt dốc, chạm khảo sát như một chấm nhỏ nhưng rõ rệt trên nền trời xám. Có cái gì cay cay sộc lên mắt, lên miệng. Những bông lau dạ gục xuống sơ xác ngẩn ngơ ngay dưới chân thám. Và ở đó, lạ thay những bông lau trẻ măng, vạm vỡ đâm quyết liệt lên đón ánh mặt trời đã bắt đầu hé ra những nụ hoa mươn mướt xương. Cả đội gần như reo lên. Ồ, oh, ai như thằng thám, anh em đổ ra đón thám với một nghi thức đặc biệt chỉ có ở trạm công binh hẻo lánh. Hai cậu lính trẻ lấu cá đã mau chóng rằng túi đồ của thám lục lọi tung lên rồi đuổi nhau tranh giành một vật gì đó. Các anh chỉ huy vô vập, ngắm nghía cậu lính cũ của mình. Thám bắt tay từng người, người cuối cùng là anh Đình. Có việc quan trọng phải không? Anh Đình nhỏ nhẹ. Vâng, em sợ cống ngầm không qua được mùa mưa này. Thế à? Để anh tính xem, con suối này là nơi mà thám đã kể cho anh đình chuyện thám và sen cũng ở tảng đá này hai anh em từng ngồi với nhau suốt ba năm quân ngũ của thám thám giống như tảng đá ấy sớm mồ côi sớm lì lợm ít tin ai nhưng cũng kỳ lạ như đá hòn nào xù xì gai góc cô độc nhất những đêm trăng sáng lại đổ mồ hôi nhiều nhất điều này thám biết do anh đình chính trị viên bảo thế anh đình còn bảo thám con người phải hơn hòn đá biết chịu đựng đá đành nhưng cũng phải biết vượt qua cái xấu cái ác mới là người mới giống như ông tám mới xứng đáng với sen những người thân thuộc nhất của thám thám đã kể hết với anh đình thực trạng cống ngầm anh hỏi thêm việc thám về làng được đón tiếp ra sao thám bảo chưa kịp ra mắt bà con thì thấy cống nguy ngập đã phải lên thấy ông tám bảo dân làng vốn đã chấp nhận thám từ cái bọc đỏ hòn lênh đênh trên dòng sông dẫn vào đầm tượng chắc chắn sẽ hân hoan đón anh bộ đội thám xuất ngũ theo một cách đặc biệt nhờ uy tín cũng là sáng kiến của ông tám lễ liên hoan sẽ được tổ chức ngay ở đình làng nơi mà trước đó chỉ dành cho những sĩ tử vinh quy. Ừ, thì đổi mới cũng phải khác đi chứ. Đến nơi công đường mà dân cũng có quyền biểu thị niềm vui phát biểu ý kiến của mình nữa là ở sân đình. Ông Tám nói điều ấy với ông chủ tịch hành chính. Ông chủ tịch đồng ý vì ai chứ ông Tám một cán bộ lão thành từ hồi chống Pháp, lại là việc đón bộ đội xuất ngũ, một công đôi việc, đằng nào cũng lợi cả. Chỉ đến đêm ông mới ngã ngửa ra, thằng bất nhà mình nó đang thích con sen này, ông đón rước thằng thám như anh hùng thế thì có bằng giết con không hả ông? Thì chuyện yêu đương của chúng nó bà cứ hay chó vào, con sen nó yêu ai, nó lấy ai là quyền nó? Quyền nó, ngày xưa tôi lấy ông, quyền tôi chắc. Con sen được người được nếp. nó phải là con dâu tôi, nó phải là vợ thằng bất. Câu chuyện của bà chủ tịch càng lúc càng gay gắt, giữa lúc đỉnh điểm nhất, lúc mà ông định dùng quyền lực của một vị chủ tịch để chấn áp bà. Thì bất ở đâu về lẻ nhẹ giọng đặc hơi men nếu bố không hủy việc đón thằng chó ấy ở đình vào sáng mai và tìm cách tống nó ra khỏi cái làng này tôi đếch ở cái nhà này nữa tôi sẽ cùng với em sen vượt biên hỗn sược mày cút ngay đồ mất dậy ông chủ tịch uất hận gào lên vơ cái ghế ném về phía bất bất cười khẩy rổ xe phân phối lớn lẫn hút vào màn đêm đêm đen nhanh chóng nuốt chừng con người ngang ngược ấy phả một luồng hơi lạnh về phía vợ chồng ông chủ tịch người đàn bà lại tái diễn việc tức tuổi khóc di gì người đàn ông gục xuống lầm nhầm vô phúc vô phúc rồi tất cả chìm vào tiếng chó sủa lao sao sao sen thong thả hái từng chiếc nụ sen căng mẩy cong cong bụ bấm xếp lần lượt xuống đuôi thuyền cứ một chục chiếc sen lại ngắt một cái lá bánh tẻ khẽ khàng úp lên sắc xanh của lá non trộn vào màu hồng nhạt của nụ sen sáng lấp lánh thuần khiết khúc xạ ánh chiều thi thoảng có những nụ quỳ trắng sen hái lẫn vào mơ màng sống động trong khoang thuyền nhưng bừng sáng nhất lại là màu má, màu tóc và tấm lưng thon lặn của cô chủ thuyền. Hiếm ai có mái tóc đen, cặp mắt đen thăm thẳm mà lại sáng lấp lánh như sen. Tay cô chủ thuyền hái hoa như múa. Thi thoảng khẽ đưa lên vén mớ tóc sấp xóa tạo thành một chuyển động nhịp nhàng khiến bất kỳ ai đó phải đờ đẫn. Chợt sen nóng ra người, phía triền đê, cậu bất con ông chủ tịch xã đang mê mải nhìn trộm sen. Lâu nay bất rất hay ra đây tìm cớ lân la nhìn ngắm. Sen rất sợ ánh mắt ấy có tiếng đài văng vẳng phía cống ngầm. Thôi chết, sẩm tối rồi, sen vừa lầm nhầm hát theo tiếng đài, vừa nhẹ nhàng từng nhịp trèo lướt ra khỏi bụi sen, rồi bứt về phía nước sâu hơn, nơi sen chưa kịp ăn ra, thoăn thoắt lướt về phía cống ngầm. Mặt trời đã bám sát mặt đầm, khúc xạ từng chùm sáng tuyệt đẹp hát lên đuôi thuyền chất đầy nụ hoa sen, ở giữa khoang thuyền, cô chủ nhỏ dướn cong người sải đều đặn từng nhịp từng nhịp. Theo đà gió, tóc sen sổ bay về phía sau lộ rõ cần cổ cao trắng lấp lóa. Gió đẩy tới khiến chiếc áo bà ba cắt khéo bám giết thân thể người thiếu nữ đang độ căng mẩy nổi bật thảm nụ hoa phía sau phô ra một thiên nhiên kỳ ảo. Từ xa, sen đã thấy từng đụn khói như lạ, đậm đặc và đẩy lên mạnh hơn. Sen thoáng cúi nhìn xuống ngực mình mùm mỉm, má ửng lên khi biết chắc là có thám ăn cơm tối cùng ông nội mình. Chỉ nhìn khói, cô thừa biết sự có mặt của chàng thanh niên vụng về ấy, khói riêng của cụ tám thường mỏng mảnh và thơ thới hơn nhiều. Thích thú sen lẫn bực bội, cô về sát vệ cống ngầm lúc nào không biết, sen lần trần cột dây thuyền, chân tay lóng ngóng thừa ra. Rào chân lên con, cột thuyền rồi giúp ông một tay. Sen nhấc chân, vừa đi vừa sửa những sợi tóc vô duyên xóa xuống nhìn nhanh một lượt rồi chân sáo tự nhiên thoăn thoắt về phía chiếc lều tre bắc ngách chắc chắn nhô hẳn trên mặt nước. Phía góc lều, một tấm lưng chắc đậm ẩn sau chiếc áo đông xuân còn mới, diện gớm. Phía giữa lều, ông Tám thong thả nhà đun khói sau hồi rong róc, rong róc giòn tan của chiếc điếu cày. Đun khói quần lên rồi loãng ra, lộ rõ một khuôn mặt quắc thước, dâu tóc trắng như cước, cặp mắt cười hiền lấp lánh như con trẻ. Người làng vẫn đồn ông Tám giống như tiên ông trong chuyện hiền thánh giúp binh tướng Trần Quốc Tuấn thời Trần giết giặc ở đầm tượng thủa nào. Giọng ông Tám cất lên trầm ấm. Cháu rửa kỹ rau rồi dọn cơm, hôm nay nhà có khách. Vâng, Sen đáp lời ông mà chợt thấy ghét thám. Người ta về mà không chịu hỏi một câu cứ lúng túng, lúi húi ở trong ấy. Mãi nghĩ chợt Sen chúi về phía trước, rổ rau bật mạnh ra vương vãi khắp nơi. Thám bỏ bếp chạy lại hốt hoảng. Có làm sao không? Kệ người ta. Vô duyên. Sen mắng thám rồi ngượng ngùng nhìn mình. Không dưng giữa đất bằng vấp ngã lại mắng người khác vô duyên. Cùng nhặt rổ rau bị đổ sen thấy thám nhìn mình lạ lắm sen nóng ra người đứng ngây mà kệ thám đem rau ra biến sông chợt có mùi khét trong bếp thôi chết như là mùi gạo cháy sen bổ vào bếp không nhịn được phá lên cười chảy nước mắt trời ơi ai đời thổi cơm lại cho gạo vào đun không có nước hả rời sen vội vã bắc ra thoăn thoắt vò lại rồi chế nước thám quay lại đứng chết chân hai đứa đỏ mặt đêm trăng sông nước như rộng hơn bữa tối kết thúc sớm hơn thường lệ Cụ tám ý nhị nhìn đôi trẻ rồi nói đi vào làng có việc nhân tiện kiểm tra công tác ngày mai đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bất ngờ nhất là Sen. Từ khi biết thám nhập ngũ Sen ngơ ngẩn cả bữa. Mấy lần cụ tám phải dục mắng yêu. Trước khi vào làng cụ nói. Ta biết tình cảm của các con. Thời bình này chỉ mấy năm thằng thám về. Ta giao khu đầm cho các con. Thằng thám là đứa thạo nghề, có trí. Đời còn dài phải biết giữ mình tiếng cụ văng vẳng trên lòng sông Trăng như tiếng vọng của đầm tượng thân thuộc. Gió bắt đầu mạnh hơn, đưa hương sen ngào ngạt lẫn trong hương lúa ngậm đồng thuần khiết. Sen và thám dắt nhau đi học triển sông. Tiếng là đầm thực chất khu đầm tượng là một dòng sông hợp lưu nhiều nguồn mà đáy thắt là khu xả cống ngầm, nên diện tích biến động khôn cùng. Khi cống xả để bắt, thả cá đầm co mình lại khiêm nhường. Khi đóng cống giữ nước phục vụ vỗ cá, tưới tiêu, đầm minh mang bất tận kỳ lạ là nó chỉ rút lại hoặc xâm lấn phía bờ bắc chứ bên nam khu cống ngầm hoặc cạn hoặc đầy dòng nước vẫn bám sát trên sông sen và thám đã đi đến bãi đá thể tương truyền đây là bãi đá thiêng của đầm tuần tiết nào dân làng cũng xin phép ông tám ra hương hoa nhộn nhịp lắm chọn một tảng đá lớn nhẵn lì mà gió đồng đã làm sạch bóng hai người ngồi xuống hai đầu hòn đá lặng im một lúc thật lâu thám nhìn ra sông rồi ngồi nhích về phía sen nói rắn giỏi sen chờ anh nhé đôi mắt thiếu nữ khẽ rung lên rồi lại trùng xuống. Gió càng mạnh hơn đẩy hất tóc sen về phía sau lộ một khuôn trăng kỳ ảo. Vành tay nhỏ nhắn bỗng hồng rực lên, mấy sợi tóc mai quấn giết xuống quấn giết xuống cần cổ cao ngần trắng. Trên khuôn trăng đầy đạn ấy có mấy giọt thủy tinh vỡ xuống, lăn nghiêng vào cổ áo hoa cả. Lại tiếng trầm ấm của chàng trai. Sen chờ anh nhé. Sự im lặng bỗng bị phá vỡ. Sen vụt đứng hẳn lên đi mấy bước ngắn quyết liệt về phía thám xà vào vòng tay rắn chắc của thám đặt cặp môi cháy bỏng của mình lên cặp môi khao khát của chàng trai tóc sen sổ tung ra quấn giết vào mặt vào cổ vào ngực thám chàng trai sau giây phút đầu ngơ ngẩn đờ đẫn bản năng vụt trỗi dậy mạnh mẽ bàn tay từ phía lưng nàng khao khát luôn vào trong lần áo nơi có hai bầu vú căng ninh ních đang cựu quậy trên tấm ngực vạm vỡ của chàng trai miệng hai người rên lên khe khẽ chợt thám đẩy mạnh sen ra sen sen ngủ chưa gì mà khiếp thế. Sen ú ớ tỉnh dậy, hóa ra mình đang mơ. Ký túc xá buổi trưa vắng người mà Sen đỏ bừng mặt, người dịn mồ hôi. Có khách ở quê, chẳng nhé, tối nay cứ liều liệu mà ô oh mai, bim bim, tiếng con hoa phòng bên choe choé. Sen chấn tĩnh thay đồ rửa mặt, nước lạnh làm Sen tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận thấy cặp mắt long lanh khác lạ của mình vừa qua đỉnh điểm cơn mơ. Ai lại lên đây bây giờ nhỉ? chắc không phải người ở phòng nông nghiệp huyện nơi cô vừa thực tập vì cô mới ở đó về trường. Thôi chết, có khi là bất rồi. Linh cảm đã mách bảo sen và tự nhiên cô cảm thấy một điều gì đó ghê gớm đang ập đến. Bất hao háo nhìn vào khuôn ngực sen. Chiếc áo cánh trắng tạo cho sen một sự khỏe mạnh lạ thường. Ngực sen hãy còn đang căng tức do cơn mơ mang lại khẽ phập phồng. Sen ý tứ nhìn xuống. Anh lên đây làm gì? Chúng nó tưởng. Kệ chúng nó. Sen ơi, anh sẽ làm mọi điều để có em. Muộn rồi anh bất, em đã nói với anh nhiều rồi, em đã hứa với anh thám. Lại thám, cặp mắt xếch của bất chợt sâm lại rồi lóe lên danh mãnh lướt khắp người Sen khao khát, bất cố dặn ra một giọng trang nghiêm. Thì anh lên đây cũng vì việc của thám, nó phạm tội đang bị truy nã kia kìa. Không bao giờ, Sen há hốc mồm bước đến sát mặt bất. Bình tĩnh đi em, anh biết đâu được đấy chẳng qua bố anh là chủ tịch, anh tình cờ biết, đợi nay mai bắt nó thì rõ cả thôi. Đừng lừa dối tôi, hay là chính anh đã hại anh ấy. Bất im lặng, dùng mình nghĩ đến những dối trá của mình không ngờ lại khiếu sen suy sụp nhanh đến thế. Sen chạy về phía giường bưng mặt khóc, tóc tai, quần áo sộc sạch, đôi vai vùng lên rồi im lặng. Mắt sen long lanh ngước nhìn thẳng vào mặt bất gần giọng. Chính anh đã hại anh ấy chính bố anh đã câu kết để phá cống ngầm, bán đầm vạc trái phép. Tôi sẽ tố cáo các người. Trời ơi, các người ác lắm. Bất xứng người, nhảy sổ đến bên sen, thô bạo túm mớ tóc dài, giật thốc lên gần giọng. Tao thách đấy, đồ con đĩ. Cả mày, cả cống ngầm phải thuộc về gia đình tao. Phải, đêm nay bố mày sẽ phá cống. Nghe tiếng xô sát sinh viên các phòng bên thập thỏ rồi kéo sang. Bất lùi nhanh ra khỏi phòng, mắt vằn lên những tia hung hãn trong đầu lóe nhanh hình ảnh một trái mìn chiếc xe phân phối lớn phá tan buổi trưa yên tĩnh sinh viên các phòng trong ký túc bàn tán xôn xao mãi quán cà phê cây xoài đang đông khách trong góc khuất cái đầu bơm sờm của bất chốc lại lắc lắc gật gật người đàn ông có cặp mắt ba góc nhìn xoáy vào bất nói đanh gọn một công đôi việc cháu giỏi lắm chú không ngờ cháu tính toán kín đáo thế cả lão tám cả thằng thám thế là gọn hết. Khá lắm, rồi chú cháu mình sẽ thống trị khu này. Con sen có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay cháu. Có điều, cháu có chắc đêm nay nó về không? Hai ly rượu mạnh màu máu chạm vào nhau xô bắn lên những giọt đỏ hồng. Người đàn ông nhổm lên nheo mắt nhìn bất. Bất nhìn sâu vào ly rượu đắng, bặm môi, đôi mắt đẩy ngược về phía người đàn ông quả quyết. Nó sẽ phải chết hai chiếc đầu bơm sờm chụm vào nhau thì thảo lấm lét tương phản với bản nhạc guitar cổ điển đang thong thả buông ra từng nốt thánh thót. Tiếng người đàn ông như vẳng lên từ địa ngục lào phào bên tai bất. Không cần hẹn giờ, chú cháu mình sẽ quan sát. Đợi lúc mưa to thế nào nó cũng ra kiểm tra phai. Mình sẽ... Bất dùng mình, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cả hai cùng đuốn ra, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ đen tối của mình. Trời mưa mỗi lúc một to, khu đầm tượng càng lúc càng mênh mông, sấm chớp đuổi nhau nhấp nhóa. Gió thổi dạp bụi tre mang cống ngầm, có mấy ngọn măng non không chịu được gió đã gãy gục xuống dì ra máu măng loãng tràn xuống bè. Trong căn lều leo lét ánh lửa cụ tám ngồi như tượng trừng mắt nhìn xoáy ra cống ngầm, uất ức mỗi khi chớp lóe lên, những đọt măng gãy lùng lẳng, bám víu vào bẹ. Những cây tre già gầy guộc quẩn cong lên không phủ kín được măng, măng vẫn thi thoảng gãy gục xuống trong ánh lửa leo lét bốn thanh niên mình trần trùng trục ngán ngẩm nhìn trời. Sau quãng đường hơn trăm cây số, người thám đã bã bởi nhưng anh vẫn thấy tỉnh táo. Từ trạm công binh về thám đi bộ một mạch trên hai mươi cây số ra đường lớn bắt xe. Đầm tượng thân yêu đón anh bằng một trận mưa khủng khiếp, thám chậm trọi nhằm hướng cống ngầm. Đúng như dự đoán, cụ tám và lũ trai làng chờ thám ở đây. Ông tám à, có khi phải có cách xin trên khảo sát xây lại cống ngầm thôi. Thiên nhiên lúc càng dữ dằn quá." Thằng xin cất giọng ồm ồm. "Ờ, cái đó rồi giao cho thằng Thám." Thám nhìn ngọn lửa, nói chậm rãi như nói với chính mình. "Các anh bảo hết mùa mưa mới được về, ông à, hay mai ta cho người lên huyện xin chi viện giữ cống?" "Ừ, ờ, để tao tính." Cụ Tám nhảy khỏi tấm phản, chậm chạp đi lại rồi với chiếc đèn pin trên vách. Thám đứng lên, hai ông cháu dò dẫm về phía cống. Bên kia bờ sông đối diện cửa cống, hai cặp mắt cú mèo căng lách màn đêm dõi theo chân hai ông cháu. Thám vượt lên trước, nheo mắt nhìn những xoáy nước đang táp dữ dội và hàng cọc đóng lúc sầm tối. Sau vệt chớp, đột nhiên trời như tối hẳn lại, cụ tám lạng chân trao lắc ánh đèn. Thám cong mắt nhìn lũ cọc áp phai cống đang là đi vì sức nước rồi bình tĩnh dẫm lên từng chiếc lay lay kiểm tra độ bám của nó. Khi ánh đèn cụ tám chợt leo lắt cộng với tiếng sấm bất thường khiến bàn chân anh chập choạng, chiếc cọc chừng như không chịu được sức nặng của thám và sức nước quần đảo đột ngột ngã sụm xuống. Thám chớ với nhào sấp vào mang cống, hai tay phản xạ níu vội vào phía bờ bỗng chạm phải vật gì lạnh lẽo, xù xì, mìn, lại ánh chớp nhóa lên. Thám kinh hoàng thốt lên mìn và xuất thần dùng sức lực của mình ở tư thế khó khăn ấy ôm trái mìn nhoài sấp ngực khỏi phai cống. Một chớp lửa kinh hoàng bùng lên chấn động khu cống ngầm kèm theo cột nước dội ngược lên trời trắng xóa từ lều ba bốn thanh niên lao thốc ra. Cụ tám sau phản xạ của người lính già vụt đứng dậy kêu thét lên. Quân bất lương, quân giết người. Tiếng cụ xô vào đêm đen trong cuồng lửa sấm chớp vọng vào làng, vọng vào lòng đầm dội lại âm u rùng rợn. Hai bóng đen đang chạy phía cuối đồng cùng lúc ngã ngồi xuống. Tiếng kẻng, tiếng trống, tiếng gọi nhau đi cứu cống ngầm ầm ầm náo động. Những bó đuốc bập bùng soi gió đoàn châu được mắt xanh lùi lũi trở ván chờ cọc về phía cống. Ở cống, cảnh tượng thật kinh hoàng. Cụ tám đứng chôn chân dâu tóc sổ tung tuyệt vọng nhìn từng xoáy nước. Một khoảng đất bị chấn động lở xuống, những bọt nước đỏ ngầu trào lên man dại. Cụ tám sực tỉnh, gào to. Bà con ơi, mau mau cứu cống ngầm. Xin, đóng vai lại. Rồi cụ lao sùm xuống lòng sông như một con báo, lẫn lút trong tiếng nước réo, tiếng người, tiếng chân châu thậm thịt hiện lổ lộ, lộ dưới những bó đuốc rừng rực cháy. Khi dân làng đã ngơi tay, cống ngầm vững dần dưới bàn tay lao động không biết mệt thì phía bên kia sông, dưới cửa xả. Cụ tám tập tĩnh bế xác thám bước ngược trên sông đặt lên tảng đá nơi mà thám và sen đã từng đùa nghịch ở đó. Mắt chàng trai trẻ khép lại bình thản, hai bên mang tay di dì dòng máu đỏ tươi ấm nóng. Cụ im lặng như tảng đá, hồi lâu mới ngước lên chậm chậm. Thám ơi! Sen ơi! mùa mưa đầm tượng rồi cũng qua đi. Đợt heo may đầu tiên đưa hương nếp ngậm đồng hòa hương sen cuối mùa thơm mát. Nắng đã quá con xảo mà cụ tám vẫn ngồi như tượng nhìn lòng đầm tượng minh mông, quần khúc của những đời người. Phía cống ngầm, xin xăng sái cùng mấy đồng chí công binh đo đạc, tính toán theo dự toán khảo sát cống ngầm để xây dựng phục vụ tưới tiêu cho cả vùng. Lưng trần của các anh bộ đội đầm mồ hôi. Có cả anh đình tình nguyện xin về làm đội trưởng khảo sát dừng tay cọc anh Đình bảo. Xin à, sao sen nói lâu mang nước ra nhỉ? Xin ngẩn ra, quệt dòng mồ hôi lấm lem đất cát, dõi ngược hướng nắng về phía lòng đầm, nơi từng bụi sen lẫn quỳ trắng đang nở rộ. Xin bụng tay, hướng về phía mặt trời. Sen ơi! Sen! Mấy cậu lính trẻ cũng đua nhau. Chị Sen ơi! Chị Sen! Chợt bụi sen sao động rẽ ra, cô chủ thuyền xinh đẹp của liên đoàn khảo sát cống ngầm, đặc phái viên phòng nông nghiệp huyện xuất hiện bất ngờ như cô tấm chui ra từ những đóa sen cuối mùa của lòng đầm tượng. Sen lướt thuyền trên sóng nước, tóc cô sổ bay về phía mặt trời. Những giọt sương hay nước mắt người con gái bám đầy trên từng bông quỳ trắng. Tất cả như bị thôi miên trước cảnh sông nước ấy. Đến khi sen ôm bó quỳ trắng tiến tới thềm cống ngầm họ mới ngẩn ra. Anh Đình bảo, ta ra một thám rồi nghỉ thôi các em. Đoàn người tiến về phía bãi đá trong thềm nắng mùa thu, lòng sông mở ra lấp loáng, sóng xô đuổi nhau ẩn hiện, lũ cá mương tinh nghịch phóng cả lên mặt nước. Bãi đá hôm nay im lặng theo một ngôn ngữ của riêng mình. Những hạt cát lấp lánh đùa nghịch dưới chân từng tảng đá. Sen đặt bó quỳ trắng trên tảng đá nhắn lì quen thuộc ấy. Tảng đá mà cách đây 26 năm cậu bé thám đã giạt vào. Bó quỳ trắng đẫm nước đầm tượng, đẫm nước mắt sen mở ra, có nhiều giọt ngấm xuống tảng đá tất cả im lặng cúi đầu rồi thao thiết nhìn ra lòng đầm tượng mênh mang. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn, cống ngầm, tác giả, Phùng Văn Khai. Nếu bạn thấy hay, xin hãy bấm chuông thông báo và đăng ký kênh của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.